Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha phụ trách trình bày. Thưa quý vị, Thái tử Saudi Arabia thăm Cairo thảo luận về đầu tư và xung đột tại Trung Đông. Bản tin tiếp theo liên quan tới Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tới Cairo để thảo luận về thương mại và đầu tư cũng như những cuộc xung đột diễn ra tại Trung Đông cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về những khoản đầu tư tiềm năng của Ả Rập Saudi vào Ai Cập, nơi đã nhận được dòng tiền tài trợ bên ngoài lớn trong năm nay, bao gồm thỏa thuận kỷ lục trị giá 35 tỷ Mỹ Kim cùng với quỹ đầu tư quốc gia UAE ADQ. Thái tử đã có chuyến thăm chính thức cuối cùng tại Ai Cập vào năm 2022. Ả Rập Saudi, nước đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ai Cập của ông Sisi trong quá khứ, cho biết họ đang chuyển sang đầu tư thay vì cung cấp viện trợ trực tiếp cho đồng minh. Doanh số quý 3 của LV giảm 3% do Trung Quốc gây sức ép. Gã khổng lồ hàng xa xỉ của Pháp LV đã báo cáo doanh số quý 3 giảm 3% vào hôm thứ Ba, ngày 15 tháng 10, do giá cả tăng và tình hình kinh tế bất ổn đã kìm hãm người mua sắm. Doanh thu của tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới là 19,08 tỷ euro, tức là khoảng 20,8 tỷ Mỹ Kim, trong 3 tháng kết thúc vào tháng 9, đã giảm 3% theo cơ sở đã thông tin, không tính đến các tác động của tiền tệ mua lại và thoái vốn. Theo Barclays, con số này không đạt được ước tính chung là tăng trưởng khoảng 2%. Những con số này sẽ không mang lại niềm sự an tâm cho các nhà đầu tư đang lo lắng, những người đã có kỳ vọng thấp cho quý này. Bộ phận thời trang và đồ da, nơi có các nhãn hiệu lớn như là LV và Dior, cũng đã báo cáo mức giảm là 5%. Thấp hơn nhiều so với kỳ vọng chung là tăng trưởng 4% và là mức giảm đầu tiên của doanh nghiệp kể từ năm 2020 trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch. Mưa lớn gây ra lũ quét tại miền Nam Ấn Độ. Những cơn mưa lớn và lũ quét tại Chennai, miền Nam Ấn Độ nhấn chìm nhiều con đường, ảnh hưởng tới nhiều hoạt động hàng ngày của người dân. Tình trạng ngập lụt do mưa lớn đã buộc người dân và các phương tiện giao thông lội qua những con phố ngập lụt. Nhiều trường học và doanh nghiệp phải bị đóng cửa vì lũ lụt gây ra. Chính quyền tiểu bang tuyên bố ngày nghỉ lễ cho các trường học và văn phòng chính phủ tại Chennai và những quận lân cận vào ngày thứ Tư. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni vào hôm thứ Ba ngày 15 tháng 10 đã thông báo về chuyến thăm Lebanon vào cuối tuần này và cho biết việc lắng nghe yêu cầu đơn phương của Israel về việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc khỏi đất nước này sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Phát biểu tại Hạ viện, bà cho biết là bà dự kiến sẽ có mặt tại Lebanon vào thứ Sáu ngày 19 tháng 10 và cho biết là việc rút khỏi phái bộ của UNIFIL sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và làm suy yếu uy tín của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam-Trung Quốc đàm phán về việc xoa dịu căng thẳng tại Biển Đông. Việt Nam-Trung Quốc thống nhất xoa dịu căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông. Theo tin tức từ AFP cho biết ngày 15 tháng 10, hơn một tuần sau khi Hà Nội cáo buộc Bắc Kinh hành xử thô bạo khi tấn công ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Hai bên trao đổi ý kiến thẳng thắn về vấn đề trên biển theo lời của AFP dẫn thông tin chính thức của Việt Nam tường thuật về cuộc hội đàm diễn ra ngày 13 tháng 10 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam với Thủ tướng Lý Cường của Trung Quốc, người đã quyết chuyến thăm 3 ngày tới Hà Nội. Hai người này cũng thống nhất tiếp tục thực hiện nhận thức chung cấp cao thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam và Trung Quốc, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tích cực tìm kiếm giải pháp và lâu dài mà hai bên chấp nhận được. Theo South China Morning Post nhận định, chuyến đi lần này của ông Lý tới Việt Nam được coi là dịp để Bắc Kinh xoa dịu căng thẳng song phương. Quả bí ngô khổng lồ Minnesota nặng 2.471 pounds giành chức vô địch thế giới. Tại cuộc thi bí ngô khổng lồ lần thứ 51 tại Half Moon Bay đã khép lại với kết quả gây hồi hộp vào hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 10. Một quả bí ngô nặng 2,471 pounds, một quả bí ngô nặng 2.471 pounds do Travis Granger từ Anoka, Minnesota trồng, đã giành được chiến thắng với cách biệt chỉ là 6 pounds. Đây là chức vô địch thứ tư của Granger tại sự kiện này, mang về cho anh giải thưởng trị giá 22.239 Mỹ Kim với giá 9 Mỹ Kim 1 pound. Ý của tôi là hơn 20 feet xung quanh, vì vậy nếu bạn muốn nghĩ về điều đó,
Đó là một quả bí ngô khá lớn, về cơ bản là 7 feet nhân 6 feet rưỡi. Anh đã nói khi mô tả bài dự thi chiến thắng của mình. Cuộc thi đã thu hút những người tham gia và khán giả trên khắp cả nước, giới thiệu đỉnh cao của nghề trồng bí ngô. Và việc trồng cũng những quả bí ngô khổng lồ này đòi hỏi sự chăm sóc chuyên sâu và nguồn lực đáng kể. Brandon Dawson là một đối thủ của quận Sonoma đã giải thích, chỉ là một cây, chỉ nuôi một quả bí ngô này. Vì vậy, hãy tưởng tượng đến 1.000 feet vuông nước mà bạn phải tưới vài lần trong một ngày trong một số trường hợp. Quá trình sử dụng nhiều nước này đặt ra những thách thức đặc biệt cho những người nông dân trồng bí ngô ở California, xét đến những nỗ lực bảo tồn nước đang diễn ra của tiểu bang này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC do sự nguồn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình tri ân kính mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Và xin chúc cho quý vị có một buổi chiều an lạc và hạnh phúc. Xin ái kính chào quý vị.